một chiếc bình cực kỳ ngon cho anh em về chăm và khai thác, phí lại cực kỳ yêu thương luôn anh em ơi. Con chim mà lết đánh găm ba mặt ít nên vanh nặt vắt, nói chung là quá là ok cho anh em về gột anh em ạ. Phí thì cực kỳ yêu thương, cắt lỗ gần một nửa cho anh em nhé. Nói chung là con hàng cực kỳ chất lượng cho anh em, từ hình bộ này đến cách lết chơi này anh em thẩm chỉ có ngon rồi, cực kỳ nội chế đè luôn anh em nhé. Lông mỏng đoàn dài, bộ lực anh em ạ. Nết chơi găm dí chạy đều ba mặt, đánh tự xử luôn anh em ơi. Một con hàng gọi là anh em nhìn hình bộ này quá là đẹp luôn anh em ạ. Chim 2 vụ rưỡi anh em nhé, chim sạch của dân anh em ạ. Hiện tại đang ăn cám tổng hợp thôi. Nhìn mặt mũi cực kỳ dữ luôn, lông mỏng vãi ngực lở. Xin chào toàn thể anh em đam mê nhá. Chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Tuấn Hải Dương ạ. Thật sự nay lại có một câu chuyện buồn để chia sẻ cho anh em ạ. Hôm nay em Tuấn Hải Dương sẽ chia sẻ cho anh em cái kinh nghiệm và cái trải nghiệm của ông Tuấn khi đi mua chim của dân anh em nhé. Thật sự thì không thể nào đáng được hơn anh em ạ. Vừa mất công mà vừa mất tiền, vừa mất việc anh em ạ. Rồi anh em cùng theo dõi clip của ông Tuấn nhé. Chắc chắn là hôm nay anh em sẽ bắt được một con chim cực kỳ ngon bổ rẻ anh em ạ. Thành lý gầm một lửa cho anh em. Thật sự thì đây nó là một câu chuyện khá là đắng anh em ạ. Khá là đắng luôn anh em ơi. Này thì em cũng chia sẻ luôn là chim thì em bắt của dân. Này thì con chim này thì được ông anh em giới thiệu cho đến vì ông anh em cũng xem cái con chim này nó chơi ở gần nhà rồi nên là cũng chỉ cho em. Con chim này em bắt khá là cao anh em ạ. Nết chơi thì anh em tự thẩm lật phát găm đấu ba mặt anh em ạ, không bắt mặt bất kỳ một con nào luôn. Lết đánh đều ba mặt, đánh được tự xử luôn anh em ạ. Con chim này thì hôm nay em đến mua ấy thì em bảo người ta là cho ra tép cà phê các thứ. Thì lúc đầu thì nói luôn là người ta không nghe. Người ta bảo là không, con chim này không muốn bán này, chỉ để chơi thôi. Mà muốn bắt thì bắt luôn thôi chứ không cầm có đi đâu cả anh em ạ. Thật sự thì em nói mãi nó chán nó chê thì cũng nhờ ông anh em tác động vào nữa thì cuối cùng là ông ấy bảo là thôi cứ đưa tiền luôn xong là đi dãi tự em cầm đi mang đi dãi, được thì mua còn không được thì cầm quay lại trả luôn cho ông đấy thì cũng ok thì em bảo em chấp nhận anh em ạ. Thì lúc đấy thì cũng nói chuyện luôn là nếu mà con chim này bắt ở nhà ông đấy luôn thì ông ấy chia sẻ cho là 5 triệu anh em ạ, còn nếu mà mang đi dãi như thế thì ông ấy, em nói luôn là em trả ông ấy là 5,8 triệu luôn, là em mang đi dãi được thì em bắt 5,8 triệu, còn không được thì em mang trả. Thì ông ấy ok, ông ấy đồng ý. Nói chung là nói chuyện rất là lâu anh em ạ. Thì ok thì em đi test con chim này, đánh công nhận là một con chim hay, đánh gần 2 tiếng luôn anh em ạ. Lết đi găm dí, lết chơi tự xử luôn anh em ơi. Nó không cần một con nào đánh thì nó vẫn chơi găm rất là đều anh em ạ. Con này cực kỳ ít nên vanh, lết đánh cực kỳ đều anh em ạ. Thật sự thì câu chuyện đến đây chưa kết thúc thì em test khá là nhí rồi. Thì ok em bảo ok em gọi điện cho đây thôi ok để bắt. Thì bắt về rồi ok đồng ý rồi xong xuôi hết rồi em mang về nhà. Thì thấy nó căng quá lại kè thêm đấu mấy con. Nhưng mà lần này ấy, thì em lại kè nó kè ở dưới đất anh em ạ. Thế là kè đấu một lúc chán chê không sao. Thì em ngồi một lúc thì thấy con chim kiểu mình đẩy dưới đất này, một mình nó thì thấy nó ngoái anh em ạ. Thế em bảo hỏng rồi, thế này là đắng luôn rồi. Thế em gọi ý ông đấy bảo là để gửi lại con chim mình chịu lỗ. Thì ông ấy không nghe anh em ạ. Nói ý, nói chung là mình cũng chỉ nói ý thôi chứ em thì cũng chấp nhận rồi. Vì thật sự thì mua chim của dân ấy là anh em xác định luôn là không bao giờ được bảo hành đặt nỗi các thứ đâu anh em ạ. Thì mình mua của dân mà mình chấp nhận người ta cũng chẳng muốn bán đâu. Nên mình dạ thì mình phải chấp nhận thôi anh em ạ. Nói chung là con chim thì đen thì không tránh được, người ta cũng không đồng ý thì thôi. Em bảo thôi con chim coi như là nó là kinh nghiệm xương máu cho mình. Em test trên giàn, xem ở trên giàn thì nó không bị anh em ạ. Thế lúc để dưới đất anh em, vì em chuẩn bị cho tắm mà, thì mới thấy nó bị 1-2 phát anh em ạ. Thế là thôi xác định luôn anh em ạ là mình chịu lỗ luôn. Nói chung là con chim thì cực kỳ ok anh em ạ. Đấy là em thấy để dưới đất, còn em theo dõi từ lúc 12 rưỡi về đến tận bây giờ là em làm clip này là 5 giờ chiều thì không thấy nó bị, nhưng con chim nó bị rồi thì em vẫn chấp nhận.
và chia sẻ cho anh em là nó bị anh em ạ. Thật sự thì mua chim của dân, em nói thật là nó không có ngon như anh em nghĩ đâu. Không phải là mua chim của dân là về là chơi ngon, là chăm chốt tốt tí là chơi chiến đâu anh em ạ. Nhiều quả đắng lắm anh em ạ. Nhiều con này anh em phải hiểu là nhiều con ấy, ở nhà người ta chơi tốt nhưng mà chưa chắc ra ngoài nó chơi tốt, nên là đấy là lý do tại sao em Tuấn lại bảo với người ta là chấp nhận cho test giàn mà trả thêm 800 là ở cái lý do đấy anh em ạ. Vì nhiều con ra giàn nó không chơi đâu. Con chim này thì ra giàn chơi thật sự là một con chim hay. Nét đánh đúng chuẩn nét đấu trường mà hiện tại anh em đang săn đón là nét đánh đều qua mặt, không găm vào một con nào. Nó dí đều các mặt luôn mà nó đánh được tự xử luôn anh em ạ. Đánh biên đánh góc đều được. Nét cầu cái mỏ cực kỳ đều mà nó lại nhận chế đè luôn anh em ạ. Nói chung là bắt là 5 triệu 8 rồi. Giờ thanh lý cho anh em 3 đồng 2. Thật sự thì để mà nói vào người khác thì em khẳng định chắc chắn là người ta không bao giờ nói những cái nỗi này. Vì cái nỗi này anh em đặt đất thì hôm như nay em thấy là 1-2 phát, còn chưa chắc về nhà anh em đã thấy. Nhưng quan trọng là nói chung là mình làm cái gì thì nó cũng phải có cái tâm anh em ạ. Nó phải chuẩn anh em ạ. Em thấy nó bị thì em chia sẻ cho anh em nó bị. Còn hôm nay em dãi test nó đúng gần 2 tiếng đồng hồ trên giàn là không thấy bị anh em ạ. Nhưng con chim nó bị thì em khẳng định là thấy nó bị là nó bị thôi anh em ạ. Là mình chấp nhận thanh lý nỗ, còn chứ không phải là mình như người khác là bán lừa anh em. Nhiều khi người ta cứ bán cho anh em, có khi về anh em 5-7 ngày chẳng nhìn thấy nó nỗi, hoặc là 2-3 ngày không nhìn nó nỗi là xong con chim. Nhưng em không. Nói chung là thà mình chấp nhận nỗ một chút còn hơn là để anh em thiệt hại anh em ạ. Nói chung là con chim khi mà anh em đến với em Tuấn là lúc nào cũng chuẩn chim, chuẩn giá tiền cho anh em. Người thật việc thật anh em nhé. Rồi ok. Một câu chuyện buồn, anh em nhớ like và đăng ký kênh của em Tuấn Hải Dương nhé.